Hello, xin chào cả nhà. Em lên cho cả nhà một con đồng hồ của Ý nha, Fila. Đây là một thương hiệu thời trang cao cấp và cũng có đồng hồ luôn nè cả nhà. Con này là mới 100% chưa sử dụng luôn, size 42 nha. Còn siêu mặt trước nè. Đó, siêu còn bong bóng nè. Đằng sau còn nguyên siêu nè, chưa sử dụng dây, chưa cắt luôn, khóa bấm nha. Chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao. Đó, đầy đủ chức năng luôn, mới chưa sử dụng nha, em bán vui vẻ cho cả nhà là 980 bao ship nha. Đó, đây dây nè, chưa cắt luôn, đeo chân được luôn nha cả nhà. Nè, đó, tay 17 mà dư nhiêu đây nè. Nè, bấm giờ thể thao nè, đầy đủ chức năng nha. Đó, chống nước 100 m luôn, mới chưa sử dụng nha. Nè, núm còn logo, khóa logo luôn, Fila nha. Đó, bán 980 bao ship, mới can xà bang một con duy nhất nhất nha, Fila 6 kim khóa bấm luôn. Rồi em mời cả nhà nha.